chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Toàn tính bất thường của Iran khi không gửi xe phóng tên lửa cho Nga. Nga tung quái vật bầu trời san bằng căn cứ quân đội Ukraina. F-16 cho Ukraina khó trải qua quá trình hiện đại hóa nghiêm túc Italia chuẩn bị chuyển giao hệ thống phòng không SAPT cho Ukraine. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hãng tin Reuters của Anh mới đây dẫn ba nguồn thạo tin, gồm một nhà ngoại giao châu Âu, một quan chức tình báo châu Âu và một quan chức Mỹ cho hay. Iran đã không gửi xe phóng di động, đi kèm với các tên lửa đạn đạo tầm gần. Phát 300 mà nước này cung cấp cho Nga. Theo tờ The Financial Times, Iran hồi tuần trước đã chuyển 200 tên lửa đạn đạo Fat 300 đến Nga qua biển Caspi. Các chuyên gia Iran dự kiến sẽ đào tạo cách sử dụng tên lửa tại bãi tập Asaluk, tỉnh Astrakhan, miền nam Nga. Tuy nhiên, chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Iran, chuẩn tướng Fazlollah Nozari bác bỏ thông tin trên của phương Tây. Các nguồn tin gần đây cũng không rõ lý do Iran không cung cấp cho Nga xe phóng của tên lửa Fat 360. Điều này làm dấy lên câu hỏi về thời điểm loại vũ khí này sẵn sàng hoạt động. Trao đổi với Reuters, hai chuyên gia cho biết có thể có một số lý do khiến Iran không chuyển xe phóng tên lửa cho Nga. Một là Nga có thể đang có kế hoạch hoán cải xe tải để mang tên lửa như những gì Iran từng làm. Hai là bằng cách giữ lại xe phóng, Iran muốn tạo không gian cho các cuộc đàm phán mới với các nước phương Tây nhằm giảm bớt căng thẳng. Ông Fabian Hins, chuyên gia về tên lửa Iran tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS có trụ sở tại Anh cho rằng một lý do khiến Iran không gửi xe phóng có thể là do những chiếc xe tải dân sự mà Iran đã cải tiến để phóng tên lửa không đủ chắc chắn để hoạt động trên địa hình gồ ghề trong mùa đông khắc nghiệt của Ukraine. Vị này nói, một chiếc xe tải Mercedes thương mại có sẵn trên thị trường, không có khả năng chạy địa hình, đồng thời cho rằng Nga có thể cải tiến những chiếc xe quân sự của riêng mình thành xe phóng. Trong khi đó, cựu thanh tra hạt nhân của Liên Hợp Quốc David O'Brien đồng thời là người đứng đầu Viện Khoa học và An ninh Quốc tế lưu ý rằng tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và các quan chức Iran khác sẽ gặp gỡ các quan chức châu Âu bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York để kiểm tra tiềm năng ngoại giao về chương trình hạt nhân của Tehran, căng thẳng khu vực và các tranh chấp khác. Do đó, ông cho biết có thể Iran đang giữ lại các xe phóng để tạo ra một chút không gian cho các cuộc đàm phán này. Giới chức Ukraine hồi cuối tháng 8 xác nhận một tiêm kích F-16 bị rơi khi ứng phó đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV của Nga khiến phi công thiệt mạng. Đây là chiếc F-16 đầu tiên của Ukraine bị phá hủy kể từ khi nước này tiếp nhận lô tiêm kích do đồng minh phương Tây viện trợ hồi đầu tháng. Theo Breaking Defense, vụ tiêm kích F-16 Ukraine rơi có thể xảy ra do các mảnh vỡ từ một tên lửa Nga bị bắn hạ và trúng máy bay. Breaking Defense trích dẫn nguồn tin riêng cho biết, họ thu thập được một số chi tiết về vụ rơi máy bay F-16 khiến phi công người Ukraine Alexei Mes tử nạn. Cụ thể là có thể xảy ra do các mảnh vỡ từ một tên lửa Nga bị bắn hạ đã va trúng máy bay. Theo đó, giả thuyết là chiếc F-16 này vô tình bay qua đám mảnh vỡ từ một tên lửa Nga bị bắn trúng trong quá trình đánh chặn của phòng không Ukraine. Những mảnh vỡ của tên lửa bị phá hủy này có thể đã gây hư hỏng cho động cơ và các bộ phận khác của F-16 và hoặc khiến phi công tử nạn trước khi anh ta có thể phóng ra ngoài. Breaking Defense lưu ý, giả thuyết này có khả năng xảy ra nhất, xét theo tiền lệ trước đó. Cựu chuyên gia phân tích của Bộ Quốc phòng Mỹ và Trung tá Nghỉ hưu của Không quân Mỹ, Karen Kwiatkowski, cho rằng việc Ukraine mất máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do NATO cung cấp khó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các kế hoạch của khối quân sự này. Bà Kwiatkowski giải thích, Mỹ và NATO biết rằng, chỉ với một số ít máy bay F-16 cũ và không được triển khai và vận hành theo chiến lược sẽ khó giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Họ đã trì hoãn suốt một thời gian dài và từng không có ý định gửi chúng với số lượng lớn. Vụ rơi trước F-16 đầu tiên ở Ukraine và dự đoán về những tổn thất trong tương lai có thể khiến phương Tây không muốn gửi thêm F-16 cho Ukraine, nhưng đây là kế hoạch đã được cam kết. Liên quan đến việc Ukraine cho rằng vụ rơi F-16 là tổn thất không liên quan đến chiến đấu, theo bà kyatkovsky không nên đánh giá như vậy nếu chiếc tiêm kích gặp nạn sau khi bắn hạ tên lửa hành trình của nga bà kyatkovsky nói nếu tổn thất này xảy ra trong tình huống của mỹ hoặc nato nó sẽ được phân loại là tổn thất liên quan đến chiến đấu tuy nhiên nếu kiev muốn nhận được nhiều thiết bị và công nghệ cao cấp hơn và thậm chí là sự cho phép của mỹ để tấn công sâu vào nga họ phải tránh đổ lỗi tổn thất cho quân đội của chính họ hoặc ưu thế về chiến đấu hậu cần chiến lược của nga máy bay chiến đấu F-16 được chuyển giao cho Ukraine khó có thể trải qua quá trình hiện đại hóa nghiêm túc. Ý kiến trên được một chuyên gia quân sự, đại tá đã nghỉ hưu Andrei Kosinev. Ông nói trong cuộc trò chuyện với Lenta.ru Trước hết, chúng ta cần nhớ F-16 là máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ tư. Chúng ta có máy bay thế hệ thứ năm, vì vậy về mặt này, chúng ta đang đi trước. Ông nói thêm, tất nhiên, chúng ta vẫn xem xét các chiến đấu cơ của Mỹ bị bắn hạ và nghiên cứu trưng bày rất nhiều thiết bị như vậy được trở đi khắp nước Nga. Ông cho biết NATO lo sợ các thành tựu kỹ thuật có thể rơi vào tay quân đội Nga. Họ thậm chí còn loại bỏ mọi thiết bị kỹ thuật số khỏi lựu pháo và khỏi xe tăng Abrams. Mọi thứ có giá trị nhất cũng sẽ bị loại bỏ khỏi F-16. NATO không muốn gửi thiết bị hiện đại đến Ukraine để Nga có thể phá hủy chúng sau này. Ukraine đã nhận được lô máy bay F-16 từ các đối tác NATO hồi đầu tháng 8. Những chiếc máy bay này có tháp chuyên dụng cho thấy chúng được trang bị một số biện pháp tác chiến điện tử để tự vệ. Tuy nhiên, đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Trước đó, không quân Mỹ, USAF đã tăng cường khả năng tác chiến điện tử của những chiếc máy bay F-16 chuyển cho Ukraine. Phi đội tác chiến điện tử EWS số 68 của không quân Mỹ là đơn vị phụ trách nhiệm vụ này, phối hợp cùng với các đối tác Đan Mạch và Na Uy, những nước trực tiếp cung cấp F-16 cho Kiev. Trong chiến trường có nhiều rủi ro với các hoạt động tác chiến điện tử sự linh động và linh hoạt đóng vai trò rất quan trọng. Các bên thường sử dụng chiến thuật gây nhiễu để phá vỡ quyền truy cập của đối phương vào phổ điện tử, chặn các khả năng liên lạc và dẫn đường quan trọng. Hệ thống tác chiến điện tử của F-16 cần được lập trình lại để có thể sử dụng chống lại các mối đe dọa liên tục thay đổi từ Nga. Tuy nhiên, không quân Mỹ không tiết lộ hệ thống EVK của chúng được hiện đại hóa những gì. Việc lập trình lại các hệ thống tác chiến điện tử của F-16 sẽ không khiến chúng trở nên bất khả chiến bại trước mọi mối đe dọa. Tuy nhiên, xe đến việc không quân Ukraine hoạt động trong môi trường phòng không dày đặc và tích cực nhất trên thế giới, điều này có thể mang lại lợi thế sống còn quan trọng. Nó cũng sẽ cung cấp thông tin đáng giá cho Mỹ và các đồng minh để xử lý các tình huống bất ngờ tiềm ẩn trong tương lai. F-16 được đánh giá là đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực nâng cấp năng lực của không quân Ukraine. Lực lượng đang vận hành các mẫu máy bay cũ được thừa hưởng từ thời Liên Xô và nhiều chiếc trong số này đã bị Nga phá hủy hoặc bắn hạ. Dù vậy, nhiều chuyên gia lẫn quan chức phương Tây đều hoài nghi khả năng F-16 giúp ích cho Ukraine, cũng như số máy bay và phi công có đủ để tạo nên sự khác biệt hay không. Một số người lo ngại, tiêm kích F-16 có thể đến Ukraine muộn hơn đáng kể thời điểm họ cần chúng nhất. Trong khi đó, Nga tuyên bố sẽ bắn hạ mọi tiêm kích F-16 được chuyển cho Ukraine, cho rằng loại vũ khí này ít tác động tới cục diện chiến trường. Theo thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã tiến hành không kích nhằm vào các đơn vị của các lữ đoàn của Cục Biên phòng Ukraine, hoạt động được thực hiện như một phần của các kế hoạch quân sự đang diễn ra ở các khu vực trọng điểm của mặt trận. Trong đó, lực lượng Nga đã phá hủy một căn cứ tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine tại Volchansk thuộc tỉnh Kharkov bằng một quả bom dẫn đường FAB-3000. Giao tranh vẫn tiếp diễn trong chính thành phố này, một đoạn phim ghi lại vụ việc đã cho thấy sức công phá đáng kinh ngạc của loại vũ khí được ví như quái vật bầu trời của Nga. So với các loại bom hàng không được quân đội Nga sử dụng trước đây, có thể nhận thấy đặc điểm lớn nhất của bom FAB-3000 là mạnh hơn, thậm chí có người còn cho rằng sức mạnh có thể so sánh với vũ khí hạt nhân. Theo thông tin của Bulgari Military, bán kính vụ nổ của FAB-3000 dự kiến là gần 900 mét, có thể gây thiệt hại trên diện rộng. Sóng xung kích cực mạnh và vùng nổ rộng Khiến chúng trở thành mối đe dọa không thể coi thường. FAB3000 có khả năng tấn công các mục tiêu và công trình phòng thủ kiên cố. Tổng khối lượng của bom lên tới 3 tấn, trong đó trọng lượng của thuốc nổ vào khoảng 1,4 tấn, chúng đủ sức phá hủy cả những công trình nằm sâu dưới lòng đất. Chính vì vậy, FAB3000 có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng khi va chạm với mục tiêu. Sau khi được thả từ máy bay, FAB3000 sẽ lao xuống mục tiêu với tốc độ cao tạo ra một vụ nổ cực mạnh, đủ sức phá hủy mọi công trình kiên cố nằm trong bán kính tác động. FAB3000 có thể được vận chuyển bởi các máy bay ném bom hạng nặng như Tu-22M3 và một số loại máy bay khác. Bom có thể được bố trí bên trong khoang hoặc treo bên ngoài. Cũng có thông tin cho thấy bom FAB3000 có thể được sử dụng bởi máy bay tiêm kích ném bom Su-34 nhưng khả năng sẽ bị hạn chế do mỗi chiếc chỉ mang được một quả trong một lần xuất kích. Vừa qua, báo Pravda dẫn lời đại diện Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, các lực lượng vũ trang nước này đang chứng kiến sự gia tăng ứng tuyển tân binh mỗi tháng. Cụ thể, ông Oleksiy Bezves, quan chức phụ trách tuyển dụng tân binh của Kiev, chia sẻ rằng trung bình mỗi tháng có 6.500 tình nguyện viên được tuyển dụng trên toàn quốc. Chính những con người này tạo nên lực lượng phòng vệ Ukraine. Cũng theo ông Bezves, lực lượng phòng vệ Ukraine có khoảng 10.000 vị trí tuyển dụng, bao gồm cả đầu bếp, thợ máy, luật sư người vận hành máy bay không người lái UAV và nhân viên y tế. Cục Biên phòng Quốc gia, Vệ binh Quốc gia, các lực lượng vũ trang và Cục An ninh Ukraine cũng đều đang chiêu mộ thành viên mới. Về vấn đề này, ông Michael Clark, thành viên Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, nhận định Ukraine thực sự đang thiếu quân nghiêm trọng. Kể từ đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine cho tới nay, Kiev luôn cho thấy là họ trong tình trạng thiếu hụt số lượng quân sĩ. Thậm chí hồi tháng 4, Ukraine đã phải hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 trong nỗ lực bổ sung quân đội. Tổng thống Volodymyr Zelensky thời điểm đó cũng không đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về việc này và các quan chức cũng không cho biết Ukraine dự kiến tiếp nhận bao nhiêu binh sĩ mới hoặc cho đơn vị nào. Việc huy động quân là một vấn đề khá nhạy cảm ở Ukraine trong bối cảnh quân đội ngày càng thiếu bộ binh, thiếu đạn dược trầm trọng, tạo điều kiện để Nga chiếm thế chủ động trên tiền tuyến. Các nhà phân tích quân sự cho biết độ tuổi trung bình của binh sĩ Ukraine là khoảng 40. Một số người Ukraine lo ngại rằng việc loại bỏ thanh niên ra khỏi lực lượng lao động sẽ phản tác dụng, gây tổn hại thêm cho nền kinh tế đang lao đao vì bất ổn địa chính trị. Thậm chí, Quốc hội Ukraine hồi tháng 5 còn thông qua một dự luật cho phép một bộ phận tù nhân được gia nhập quân đội để đổi lấy khả năng được tha bổng có điều kiện khi kết thúc thời kỳ phục vụ trong quân ngũ. Tuy nhiên, việc huy động vào quân ngũ như thế này chỉ dành cho một số nhóm tù nhân Ukraine nhất định những tù nhân không đủ tiêu chuẩn gia nhập quân đội Ukraine gồm những người phạm tội nghiêm trọng hoặc tham nhũng nặng và các quan chức cấp cao cũ. Bộ trưởng Ngoại giao Italia Antonio Tajani mới đây cho biết cuối tháng 9, quốc gia này sẽ gửi một hệ thống tên lửa phòng không SAM-T khác đến Ukraine để bảo vệ bệnh viện và trường học. Trước đó vào tháng 6, Italia đã hứa sẽ gửi một hệ thống SAM-T khác, hệ thống phòng không duy nhất do châu Âu sản xuất có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo cho Kiev, được biết đến là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất ở châu Âu, hệ thống SAMT là sản phẩm chung của Pháp và Italia. SAMT nền tảng tên lửa đất đối không địa hình được quân đội Pháp gọi là Mamba là một hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa được thiết kế để bảo vệ các chiến trường và các địa điểm chiến thuật quan trọng chống lại nhiều mối đe dọa trên không, bao gồm tên lửa hành trình, máy bay có người lái và không người lái và tên lửa đạn đạo chiến thuật. Ngoài ra, Mamba cũng có thể hoạt động ở những khu vực có biện pháp đối phó điện tử mạnh và nhiễu loạn cực độ. Hệ thống này cung cấp phạm vi phát hiện và tấn công 360 độ bằng anten radar quay và hệ thống phòng không thẳng đứng. Samte có thể truy vết tới 100 mục tiêu và tấn công tới 10 mục tiêu cùng lúc, mang lại khả năng phòng không mạnh mẽ. Hệ thống này cũng được thiết kế để có khả năng cơ động tuyệt vời, triển khai và rút lui nhanh chóng cho phép hoạt động hiệu quả trong một mạng lưới phòng thủ lớn hơn. Hệ thống này có thể đánh chặn các mục tiêu khí động học ở khoảng cách lên tới 150 km, độ cao 25 km. Hệ thống phòng không này có thể hoạt động ở chế độ độc lập hoặc được tích hợp trong một mạng lưới phối hợp. Sức mạnh của SAMT là các tên lửa phòng không nhiên liệu rắn Aster 30 có thể đánh chặn máy bay ở cự ly 3 đến 100 km, tầm cao tối đa 30 km, đánh chặn tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 3 đến 25 km, tốc độ bay tối đa của tên lửa lên đến 1.400m một giây. Kiev đã nhận được hệ thống SAM-T đầu tiên, còn được gọi là Mamba vào năm 2023. Hệ thống phòng không được Pháp, Italia hợp tác sản xuất, có khả năng theo dõi hàng chục mục tiêu và đánh chặn 10 mục tiêu cùng một lúc. Đây cũng là hệ thống duy nhất do châu Âu sản xuất, có khả năng đánh chặn tên lửa, đạn đạo. South Front đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố báo cáo tóm tắt diễn biến kế hoạch quân sự trong tuần qua, theo báo cáo, lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện 27 cuộc tấn công bằng vũ khí dẫn đường chính xác và máy bay không người lái. Các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở điện hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, cơ sở hạ tầng căn cứ không quân, kho UAV và khu vực chuẩn bị bay. Báo cáo được đưa ra khi lực lượng Ukraine đang tiếp tục nỗ lực tiến vào khu vực Kursk của Nga. Quân đội Kiev đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào khu vực làng Vesioloi tại vùng Kursk, giao tranh dữ dội cũng tiếp diễn xung quanh Suza, Martinovka và các làng khác trong khu vực. Về phần mình, lực lượng Nga đã đẩy lùi được các đơn vị của Kiev ra khỏi các làng Darino và Nikolaevo Darino ở khu vực Suza. Trong khi đó, tại Ukraine, lực lượng vũ trang Nga đang gia tăng sức ép lên các vị trí của đối phương ở khu vực Donbass. Trong những tuần gần đây, lực lượng vũ trang Ukraine đang phải chịu những thất bại lớn theo hướng Kurahovo, Pokrovsk. Hơn nữa, sau khi lực lượng ủng hộ Kiev rút lui khỏi Ukrainsk, Tuyến phòng thủ của họ đang trên bờ vực sụp đổ tại thị trấn Goniak. Báo cáo cho biết các đơn vị tiền phương của Nga đã đến gần và thậm chí tiến vào thị trấn. Bất kể thế nào, tình hình của các đơn vị Kiev ở phía tây Krasnohorovka vẫn rất phức tạp. Các cuộc đụng độ dữ dội đang diễn ra xung quanh Selidovo, Lysovka và Krasnija. Theo Reuters, lực lượng Nga kiểm soát khoảng 1 phần 5 lãnh thổ Ukraine kể từ khi mở kế hoạch quân sự hồi tháng 2 năm 2022 đang tiến vào miền đông Ukraine trong nỗ lực kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Với tốc độ tiến công nhanh chóng, Nga hiện kiểm soát khoảng 80% Donbass. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tháng 9 cho hay lực lượng Nga đang tiến nhanh hơn ở miền đông Ukraine so với trước đây, kiểm soát thêm vài km vuông mỗi ngày. Nga đã tuyên bố sắp nhập 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine, trong đó có Lugansk và Donetsk thuộc vùng Donbass bất chấp sự phản đối của Ukraine và phương Tây. Donbass là khu vực phía đông Ukraine gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk, trở thành điểm nóng giao tranh từ năm 2014, sau khi người dân ở đây đòi tăng quyền tự trị bất thành và tổ chức phong trào phản kháng vũ trang. Chính phủ Ukraine hai lần phát động kế hoạch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát Donbass nhưng đều không thành công. Các lực lượng ly khai trong hai vùng này tự thành lập hai thiết chế chính trị tách biệt khỏi Kiev có tên gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR và Cộng hòa Nhân dân Lugansk LPR. Chính phủ Ukraine cùng phương Tây cáo buộc Nga hỗ trợ vũ khí và lực lượng cho phong trào ly khai Donbass, trong khi Điện Kremlin luôn khẳng định chưa từng điều binh sĩ đến miền đông Ukraine, còn những người Nga chiến đấu tại đó đều là tình nguyện viên. Theo hãng tin Reuters, bình luận về kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà maria zakharova cho biết kế hoạch này giống như một nước cờ ích kỷ để giữ phương tây ở phe mình và không liên quan đến việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao hoặc chính trị để chấm dứt xung đột mục tiêu duy nhất của kế hoạch là tạo ra hoặc ngăn chặn sự sụp đổ của liên minh chống nga nga cáo buộc ukraine đang cố gắng lôi kéo các nước phương tây vào một cuộc xung đột toàn diện chống lại moscow bà zakharova cũng nhắc lại quan điểm của moscow trong việc kêu gọi phương tây ngừng tài trợ và cung cấp vũ khí cho kiev phía Nga cũng lặp lại lời khẳng định mọi sáng kiến nhằm đạt được giải pháp hòa bình đều vô nghĩa nếu phía Nga không tham gia. Bà nhấn mạnh bất kỳ sáng kiến nào nhằm đạt được một giải pháp hòa bình mà không bao gồm Nga đều vô nghĩa. Được biết, Tổng thống Zelensky sẽ có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden để trình bày về kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố bản kế hoạch hòa bình do Kiev soạn thảo đã hoàn thiện, chỉ còn đợi được thực hiện. Ngoài ra, ông Zelensky còn nhấn mạnh kế hoạch của mình là cách duy nhất tiến tới hòa bình. Ông nói, không có bất cứ hình thức đóng băng cuộc xung đột hay biện pháp chi phối nào khác có thể trì hoãn sự hung hăng của Nga bước vào một giai đoạn mới. Trong khi đó, theo báo cáo mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, trong tuần này, các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc tiếp tục chiến dịch quét sạch lực lượng Ukraine xâm nhập lãnh thổ ở vùng biên giới Kursk. Trong quá trình tấn công, các khu định cư Uspenovka và Boki của vùng này đã được Nga giải phóng khỏi sự kiểm soát của Ukraine ngoài ra máy bay nga đã tấn công các khu vực triển khai nhân lực và vũ khí của ba lữ đoàn cơ giới một xe tăng và hai lữ đoàn tấn công của quân đội ukraine cũng như hai lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ để ngăn chặn các cuộc phản công và tăng cường nhân sự các lữ đoàn súng trường cơ giới và thủy quân lục chiến của quân đội ukraine cũng như ba lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ đã bị tấn công ở các khu vực volchansk và lipsi nhóm tác chiến phía tây của nga tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của ukraine đánh bại đội hình gồm 6 lữ đoàn tấn công cơ giới, 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và một lữ đoàn đặc nhiệm của trung đoàn Azov được công nhận là một tổ chức khủng bố và bị cấm ở Nga của đối phương. Những hành động quyết định của các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Nam đã dẫn đến việc kiểm soát các khu định cư Zelanoi, Pevoi và Grugievka ở Donetsk. Nhóm tác chiến đồng thời đã đẩy lùi 14 cuộc phản công của quân đội Ukraine. Nhóm tác chiến trung tâm đã cải thiện vị trí của mình dọc theo tuyến đầu trong tuần qua nhóm tác chiến phía đông đã đẩy lùi 11 cuộc phản công của lực lượng Ukraine giành được những vị trí thuận lợi hơn trên mặt trận. Nhóm tác chiến Donetsk đã đánh bại các lữ đoàn cơ giới, bộ binh tấn công trên núi, hai lữ đoàn thủy quân lục chiến và bốn lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của Ukraine phá hủy nhiều khí tài quân sự. Nga đang gây sức ép lên tuyến phòng thủ của lực lượng Ukraine ở mặt trận phía đông Ukraine khi nhắm vào hai thành phố Pokrovsk và Chasovya ở tỉnh Donetsk. Đây được coi là hai chìa khóa giúp Moscow kiểm soát miền đông Ukraine. Pokrovsk là giao điểm giữa nhiều tuyến đường sắt và đường bộ quan trọng, được đánh giá là trung tâm hậu cần chủ chốt giúp ngăn phòng tuyến Ukraine trong khu vực sụp đổ trên diện rộng. Còn Chasovya, thành phố có dân số khoảng 12.000 người, nhưng nằm trên một điểm cao trong khu vực, và điều này sẽ mang lại lợi thế đáng kể trong nỗ lực kiểm soát các thành phố ở phía Tây và Tây Bắc, chẳng hạn như các trung tâm dân cư chính còn lại của khu vực là Kramatorsk và Sloviansk. Giữ vững vị trí cao sẽ giúp Nga dễ dàng nhắm mục tiêu vào các đơn vị và vị trí quân đội Ukraine bằng các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái. Việc kiểm soát hai thành phố này sẽ làm bàn đạp giúp Nga tiến tới kiểm soát phần còn lại của tỉnh Donetsk. Cuộc tiến công nguy hiểm nhất của Nga vào mùa hè này là vào thành phố Pokrovsk và nỗ lực phòng thủ của Ukraine bị cản trở do thiếu đạn pháo và thiếu lính được huấn luyện tốt. Bên cạnh đó, trong nhiều tháng, lực lượng Nga cũng phải vật lộn để vượt qua một con kênh chạy dọc theo sườn phía đông của phần chính Trasovya, kênh đào Sivetsky Donetsk. Lực lượng bộ binh Ukraine đã đóng trong các tòa nhà ở bờ phía tây của kênh đào, nhưng Nga đã tiến hành các cuộc đột kích qua kênh đào vào tháng 8. Do đó, lực lượng Ukraine trong những tòa nhà này đang bị đe dọa. Mùa hè năm nay, cả Nga và Ukraine đã dành nguồn lực để kiểm soát các phần lãnh thổ của nhau trong đó đáng chú ý nhất bên phía Ukraine chính là cuộc tấn công vùng Kursk vào đầu tháng 8. Tuy nhiên tình hình thời gian gần đây cho thấy quân đội Nga đang dần giành lại thế chủ động. kênh Riađoka cho biết tại Kursk lực lượng Moscow đã giành lại Liubimovka, trong khi quân đội Ukraine AFU đang cố gắng đột phá tới quận Gluskovsky. Tại khu vực biên giới Kursk các đơn vị Nga đã dọn sạch Liubimovka và đang đột phá vào con đường xanh. Lực lượng Moscow kiểm soát hỏa lực tuyến đường từ Korenevo đến Suza. Điều này làm phức tạp rất nhiều công tác hậu cần cho AFU nằm giữa Ongopka và Pokrevki. Bình sĩ Nga cũng đang tiến tới Plekhovo. Mục tiêu của họ ở đây là phát triển tới biên giới phía nam Suza, sau đó mở cuộc tấn công theo các hướng hội tụ từ Godipka và Gonali đến Junkovka. Thông qua đó, các đứt đường tiếp vận của nhóm lực lượng Kiev ở khu vực Kursk. Hai cánh quân đông tây của Nga đang kẹp chặt đối phương trong gọng kìm nhận thấy tình hình xấu đi nhanh chóng đối với cụm binh lực gồm khoảng 10 lữ đoàn đang chiến đấu trong lãnh thổ Nga, Kiev quyết định tấn công toàn diện vào Gluskovsky. AFU cố gắng đột phá các làng Veseloye và Obukhovka nhưng đều không thành công. Công ty vũ khí Nga Kalashnikov mới đây vừa tiết lộ loại máy bay không người lái UAV quan trọng Granat 4E cho công chúng tại Izhevsk. Kalashnikov tuyên bố rằng UAV này đóng vai trò quan trọng trong việc phá hủy xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ cung cấp trên chiến trường Ukraine. UAV Granat 4, một phiên bản nâng cấp từ các mẫu trước đó trong dòng Granat được Krasnikov phát triển. UAV nâng cấp này là một phần của tổ hợp di động Navotrik 2 có mục đích phục vụ nhiệm vụ trinh sát và ngắm mục tiêu. Được trang bị động cơ piston, Granat 4 có thể đạt tốc độ lên tới 140 km/h và có thể hoạt động độc lập trong 6 giờ nó hoạt động hiệu quả ở độ cao từ 500 đến 2.000 mét, với khối lượng cất cánh tối đa là 45 kg với sải cánh 3,8 m. Granat 4 được phóng bằng máy phóng và hạ cánh bằng dù. Chức năng chính của nó là truyền thông tin video thời gian thực qua kênh vô tuyến an toàn và nó cũng có thể điều chỉnh hỏa lực pháo binh bằng cách sử dụng laser nhắm mục tiêu ở khoảng cách 3 km. UAV đã trở nên quan trọng trong các cuộc diễn tập quân sự của nga đặc biệt là trong cuộc xung đột đang diễn ra ở ukraine ngay từ đầu việc triển khai các uav để trinh sát tấn công mục tiêu và điều chỉnh hỏa lực pháo binh đã tăng đột biến mặc dù ban đầu chậm hơn ukraine quốc gia được hưởng lợi từ sự hỗ trợ đáng kể từ nước ngoài nga đã nhanh chóng nâng cao năng lực sản xuất và triển khai nhiều loại uav bao gồm cả những máy bay mua từ các đồng minh như iran trong suốt cuộc xung đột lực lượng nga đã sử dụng uav không chỉ để thu thập thông tin tình báo mà còn để tấn công các vị trí cơ sở hạ tầng và thiết bị của ukraine những uav này mang lại lợi thế đáng kể bằng cách cho phép tấn công tầm xa và theo dõi các hoạt động của đối phương thường phối hợp các cuộc tấn công này với vũ khí chính xác trong khi đó mặc dù xe tăng abrams được biết đến với độ tin cậy của chúng trong bối cảnh xung đột ukraine chúng vẫn dễ bị tổn thương và cần được lập kế hoạch và bảo vệ tỉ mỉ Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần công bố video ghi cảnh lực lượng UAV của Nga phát hiện và loại bỏ xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất và cung cấp cho Ukraine trong xung đột vũ trang với Nga. Sự phát triển liên tục của các loại UAV trong cuộc xung đột đã và đang làm thay đổi đáng kể mối đe dọa mà xe tăng Abrams phải đối mặt. Các chuyên gia cho rằng khi các UAV ngày càng trở nên tiên tiến, lớp giáp bảo vệ truyền thống của Abrams có thể không đủ để chống chọi các cuộc tấn công chính xác khiến nguy cơ các siêu tăng bị phá hủy tăng cao. Mặc dù mạnh mẽ nhưng xe tăng không phải là không thể xuyên thủng và chúng dễ bị tổn thương nhất ở nơi có lớp giáp mỏng nhất, nóc xe, khối động cơ phía sau và khoảng trống giữa thân và tháp pháo. Trong nhiều năm, xe tăng là mục tiêu hàng đầu của mìn, thiết bị nổ tự chế, súng phóng lựu và tên lửa dẫn đường chống tăng. Theo The Sydney Morning Hero, chính phủ Australia và Mỹ đang xem xét khả năng gửi xe tăng Abrams cho Ukraine Ấn phẩm này viết, Ukraine có thể sớm nhận được xe tăng Abrams. Chính phủ Australia và Mỹ đang cân nhắc về việc bàn giao chúng cho lực lượng Kiev. Quy trình chuyển giao xe tăng M1A1 Abrams từ Australia sang Ukraine gồm nhiều bước, bắt đầu bằng sự phối hợp toàn diện giữa chính phủ Australia và Mỹ, vì những chiếc xe tăng này được sản xuất và mang công nghệ của Mỹ. Theo đó, Canberra phải đảm bảo được sự chấp thuận từ Washington trước khi đưa sang quốc gia khác. Nếu được chấp thuận, giai đoạn tiếp theo là giải quyết vấn đề vận chuyển xe tăng sang Ukraine. Hồi tháng 7, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Mills đã thông báo về gói viện trợ quân sự trị giá 250 triệu đô la Úc cho Ukraine. Đây là gói viện trợ quân sự lớn nhất mà Australia dành cho Ukraine kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Ukraine với Nga vào năm 2022. Cụ thể, trong gói viện trợ này, Australia sẽ chi tiền để hỗ trợ Ukraine tên lửa phòng không vũ khí không đối đất, trong đó bao gồm cả vũ khí dẫn đường, vũ khí chống tăng, đạn pháo, súng cối, đại bác và vũ khí nhỏ. Đồng thời, Australia cũng sẽ ủng hộ một lô hàng gồm các đôi ủng để các binh sĩ Ukraine sử dụng trong chiến đấu. Ngoài các gói viện trợ này, Australia cũng sẽ tham gia các sáng kiến của NATO về đào tạo và đảm bảo an ninh cho Ukraine với vai trò là đối tác điều hành. Trước đó, Australia cũng đã tham gia đào tạo tân binh cho Ukraine tại Anh trong khuôn khổ chiến dịch Điện Kremlin cũng đã nhiều lần cảnh báo phương Tây không tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine bởi điều đó chỉ khiến căng thẳng xung đột thêm gia tăng. Nga khẳng định bất kỳ chuyến hàng nào chứa vũ khí cung cấp cho Ukraine cũng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp trong các cuộc tấn công của Nga. Cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn đang gia tăng nghiêm trọng. Theo báo cáo, quân đội Nga đang tiếp tục phản công ở vùng Kursk, mặc dù lực lượng kiev ban đầu đã đạt được một số tiến triển vào đầu tháng trước cuộc tấn công đã bị cản trở khi Moscow đã bắt đầu phản công. Kênh Military Summary mới đây đưa tin quân đội Nga RFAF được cho là đã kiểm soát được nhiều lãnh thổ hơn nữa ở khu vực Kursk. Cuộc phản công OA chủ yếu đến từ phía Tây, nhưng họ cũng mạnh mẽ xông lên ở phía Đông. Tại Makivka ở Nam Kupiansk, lực lượng Moscow có thể kiểm soát những phần xa hơn của ngôi làng. Tuy nhiên, những hình ảnh định vị địa lý cũng cho thấy họ đang tiến về phía Tây theo hướng Nevsky. Về phía Pokrovsk, các cuộc tấn công của Nga được cho là đã đạt kỷ lục mới. Vô số hành động tấn công đang được thực hiện, đặc biệt là ở phía nam. Theo một số nguồn tin, RFAF cũng đã kiểm soát được các vị trí xa hơn ở phía nam Selidov. Có vẻ như thay vì đánh trực diện vào cứ điểm kiên cố này, họ đang cố gắng vượt qua ngôi làng để bao vây, buộc đối phương phải tháo chạy hoặc đầu hàng. Lực lượng Moscow được cho là đã mở một cuộc tấn công từ làng Hostre vào nhà tù ở phía tây và hiện đang chiến đấu để giành lấy nhà tù. Mặt trận Kurakhop ngày càng trở nên tích cực về phía Nga. Dường như tuyến phòng thủ của Ukraina đang vỡ vụn, quân đội Nga đang tiến lên đều đặn dọc chiến tuyến dài hàng trăm km, đặc biệt là tại các điểm nóng Kupiansk, Pokrovsk, Kurakhop. Theo bản tin của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng hỏa lực pháo binh để phá hủy một cầu phao vượt sông Persen, nơi được sử dụng để tiếp tế cho các đơn vị Ukraina ở vùng Kursk. Được biết Cuộc tấn công vào cây cầu vượt sông diễn ra gần làng Kurilovka đã được máy bay không người lái Nga quay lại và được quân đội Nga công bố trên mạng xã hội nên nhanh chóng trở nên phổ biến. Trong khi đó, các đơn vị Nga thuộc nhóm quân miền Bắc đã tấn công thành công 7 lữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine và ngăn chặn một số nỗ lực phản công của lực lượng Kiev theo hướng Kursk. Theo dõi trên bản đồ chiến sự trực tuyến của Deep State, từ ngày 11 tháng 9 đến nay, chúng ta nhận thấy sau hơn một tuần phản công tích cực, quân Nga đã giành lại quyền kiểm soát một diện tích khá lớn từ tay đối phương, trong khi lực lượng Ukraine hầu như không còn tiến thêm được bước nào nữa ở vùng Kursk. Bản đồ khu vực kiểm soát của Kiev ở Kursk đã bị thu hẹp đáng kể, trong khi lực lượng tiếp viện và trang bị hạng nặng từ vùng Sumy tiến sang liên tục bị Nga đánh chặn, phá hủy, nên nhóm quân Ukraine ở trong lãnh thổ Nga đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo vệ những khu vực đã đánh chiếm được. Tờ The Times của Anh cho biết, Mỹ và Hoa Kỳ đã thảo luận về khả năng cho phép Ukraine tấn công Nga bằng tên lửa Storm Shadow từ lâu. Người ta dự đoán rằng quyết định này có thể được công bố trong chuyến thăm chung của các quan chức ngoại giao hàng đầu của cả hai quốc gia, Antony Blinken và David Lamy đến Kiev tuần trước. Hai bên đã chuẩn bị hai phiên bản tuyên bố cuối cùng, nhưng do một số chi tiết chưa được giải quyết, họ đã công bố phiên bản đề cập việc thảo luận thêm về khả năng cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào Nga. The Times cho biết Mỹ đang kiềm chế phê duyệt cấp phép cho Ukraine cho đến khi họ thấy kế hoạch chiến thắng mà Tổng thống Volodymyr Zelensky muốn trình bày với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc họp vào tuần tới. Tờ báo cho biết thêm, Anh muốn tạo ấn tượng rằng bước đi này đến từ nhiều đồng minh NATO hơn và đã tổ chức một cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao của Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Italia tại Paris Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết Mỹ đang tập trung hơn vào việc xây dựng di sản của ông Biden và muốn đẩy nhanh quyết định. Khi quyết định cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa chưa được phương Tây chính thức thông qua, thì tên lửa Neptune do Ukraine nghiên cứu chế tạo dựa trên thiết kế KH-35 Uran từ thời Liên Xô đã được chứng minh là một vũ khí cực kỳ lợi hại khi lập được khá nhiều chiến công. Hải quân Ukraine vừa chính thức thông báo rằng các đơn vị của họ gần đây đã thực hiện một cuộc tấn công vào cơ sở quân sự của Nga nằm trong khu vực Mariupol bị tạm chiếm. Cơ quan báo chí của các lực lượng vũ trang Ukraina cho biết trong một tuyên bố, ngoài ra không có chi tiết nào khác về vụ việc trên được báo cáo. Theo dữ liệu đã được xác nhận, do cuộc tấn công, cả cơ sở hạ tầng lưu trữ và hàng tấn đạn dược mà quân Nga đang tích lũy để sử dụng trên lãnh thổ Ukraina đã bị phá hủy. Với thực tế là chiến công phá hủy các kho hàng của đối phương đã được ghi nhận thuộc về hải quân Ukraina, một lần nữa có thể giả định rằng cuộc tấn công được thực hiện bởi tên lửa hành trình Neptune. Lực lượng vũ trang Ukraine có lẽ đã nhiều lần sử dụng tên lửa Neptune để tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Liên bang Nga. Chẳng hạn vào tháng 7, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã ám chỉ việc tiến hành một cuộc tập kích vào cơ sở lưu trữ thiết bị và vũ khí của quân đội Nga ở khu vực Kursk. Tới tháng 8, tổ hợp tên lửa phòng không S-300 bảo vệ nhà máy lọc dầu Novosaktinsk có lẽ đã bị Neptune tấn công ngay tại khu vực Rostov và giới chuyên gia cho rằng tên lửa đã vượt qua khu vực tiền tuyến dày đặc vũ khí phòng không. Ngoài ra, chính hải quân vũ trang Ukraine đã phá hủy chiếc tàu vận tải Conroe Trader vào tháng 8 và phần lớn ý kiến cho rằng tên lửa Neptune đã lập chiến công thay vì Harpoon của Mỹ.